Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ y học cổ truyền Lê Hải. Thì hôm nay Lê Hải cùng với VMC Việt Nam xin đem đến cho mọi người cái khóa học về giải phẫu. Đây là một cái khóa học trong chùm khóa học về giải phẫu của Lê Hải chia sẻ cho cộng đồng. Giải phẫu là gì? Là giải phẫu là chúng ta sẽ học về chính cơ thể của mình, hay nói khác là chúng ta có thêm cái hiểu biết về chính cơ thể của mình. Và cụ thể trong khóa học này chúng ta sẽ học tìm hiểu các cái giải phẫu về hệ thần kinh, tuần hoàn và nội tạng. Nội tạng ở đây cụ thể là hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, đúng không ạ? Trong khóa học này thì Lê Hải sẽ dùng rất nhiều các cái kiến thức và rất nhiều các cái tài liệu, đặc biệt là các cái phần mềm giải phẫu nổi tiếng để giúp chúng ta hiểu về cái hoạt động của hệ thần kinh ra sao, rồi thì hệ tuần hoàn ra sao, các nội tạng hoạt động như thế nào. Mà đặc biệt thì với một cái khóa học giải phẫu mà dành cho cộng đồng thì Lê Hải sẽ đặt cái vấn đề là chúng ta học giải phẫu để chúng ta hiểu cơ thể mình, và hiểu cơ thể mình để chúng ta tìm ra giải pháp để sống khỏe. Đúng không? Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để sống khỏe cho hệ thần kinh, cho hệ tuần hoàn, cho nội tạng của chúng ta. Thì Lê Hải nghĩ là một khóa học giải phẫu phải nên như thế thì nó mới đem lại được nhiều giá trị cho cộng đồng. Chính vì thế Lê Hải thiết kế khóa học thì các bạn sẽ thấy là một cái giải phẫu về Tây y thì tự nhiên là có về huyệt đạo, đúng không? Tự nhiên là có về bí kíp để phòng ngừa các cái bệnh liên quan đến cái hệ cơ quan đó. Thực sự đây là một cái khóa học Lê Hải rất là tâm huyết. Lê Hải chia sẻ thực tế các cái khóa học mà dạy trực tiếp về giải phẫu, Lê Hải chia sẻ rất là nhiều. Còn đây là một cái khóa học online, Lê Hải cũng đem rất là nhiều các kiến thức kỹ năng mình có được từ trong những cái hàng nghìn giờ giảng giải phẫu trực tiếp vào đây gói gọn trong khóa học này. Bởi vì Lê Hải mong muốn rằng và chúng ta sẽ thêm hiểu biết về chính cơ thể của mình để làm gì, để chúng ta thêm yêu cơ thể hơn, để chúng ta sống với cơ thể mình với nhiều sức khỏe hơn, với sự trọn vẹn hơn, với chất lượng sống cao hơn. Chính vì thế, đấy là lý do mà chúng ta có khóa học này. Và Lê Hải rất vui khi mà chúng ta sẽ gặp nhau trong từng bài giảng của khóa học.